Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mường Lát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Thu nội địa 6 tháng năm 2024 tăng 36,9% so với cùng kỳ. Sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, là huyện miền núi cao, có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn nhất Thanh Hóa. Trong những năm qua, huyện Mường Lát luôn nhận được sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Huyện Mường Lát đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công, khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và giải ngân các nguồn vốn, sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch được duyệt. Dự án đường Sa Lao Bản Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, được thiết kế với quy mô đường giao thông nông thôn cấp 4, có chiều rộng nền đường 4m, mặt đường 3m, chiều dài gần 2,4 km. Dự án có tổng giá trị dự toán trên 18,6 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu thực hiện dự án từ cuối năm 2003, thời gian hoàn thành hợp đồng là năm 2005. Trong quá trình thi công, với đặc thù địa hình, địa chất vùng cao, nền đường nhiều đá, đơn vị phải dùng máy khoan để phá đá, khiến chi phí và thời gian thi công lâu hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành một số hạng mục quan trọng trước mùa mưa bão, phục vụ cho nhu cầu đi lại của bà con và công tác phòng chống thiên tai của huyện. À, cái khó khăn ở đây là công trình chúng tôi là đang chớm vào mùa mưa, thời gian gần đây là thời tiết nó không được ủng hộ cho lắm, cho nên là cái tiến độ và cái thời gian anh em thi công nó không đảm bảo. Bên nhà thầu chúng tôi đang tập trung nhân lực và máy móc để cố gắng đẩy nhanh tiến độ trước xong cái nền đường và cái hệ thống thoát nước của cái tuyến này trước mùa mưa. Năm 2024, huyện Mường Lát có 113 công trình, dự án đang triển khai thi công, bao gồm cả công trình chuyển tiếp từ các năm trước. Trong đó có 45 công trình do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư, 68 công trình do Ủy ban Nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư, với tổng số vốn gần 255 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả các công trình, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát đã chỉ đạo các bộ phận phòng chuyên môn khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và giải ngân các nguồn vốn, đồng thời từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh của các đơn vị thi công. Bên hành chính nhà nước thì cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp là đối với cái vấn đề là vốn đối ứng để cho thi công, rồi còn về khó khăn thì chủ yếu là vì do thời tiết. Vấn đề thời tiết là năm nay là mưa sớm nên là nó cũng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công của bên công ty. Còn về các hạng mục hiện tại thì thi công thì mới được khoảng 50%, vì là do thời tiết thì cũng không đẩy nhanh được. Với lại vướng mắc cái mặt bằng là dính đá nhiều thì cũng đang khắc phục và đẩy tiến độ để cho kịp trong tháng 9 tới là hoàn thiện công trình. Cùng với việc lập thẩm định phê duyệt các công trình xây dựng được thực hiện đúng quy định của luật đầu tư công, luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan, huyện Mường Lát còn tăng cường các giải pháp quản lý chất lượng công trình. Huyện phân công từng cán bộ quản lý chuyên môn theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ thi công công trình, đồng thời phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan giải ngân vốn kịp thời theo tiến độ. Tính đến hết tháng 6 năm 2024, toàn huyện đã giải ngân được trên 110 tỷ đồng. Ban quản lý dự án được giao làm chủ đầu tư các cái dự án thuộc đầu tư công và các nguồn vốn khác trên địa bàn, thì chúng tôi trực tiếp là khi nhận nhiệm vụ chúng tôi sẽ phân công cho từng cán bộ phụ trách để thực hiện và đôn đốc các cái đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện triển khai các cái dự án để nhằm đẩy nhanh cái giải ngân đầu tư công. Việc tăng cường quản lý đẩy nhanh đầu tư công đã có phần quan trọng giúp Mường Lát xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi, từng bước phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, thu nội địa trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 16.673 tỷ đồng, bằng 77,8% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 75,7% dự toán tỉnh giao, tăng 36,9% so với cùng kỳ. Hầu hết các lĩnh vực thu đều đạt cao so với dự toán và tăng so với cùng kỳ.
Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 4.500 tỷ đồng, bằng 93% dự toán của Bộ Tài chính và dự toán tỉnh giao, tăng 23% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt gần 2.000 tỷ đồng, bằng 72,6% dự toán của Bộ Tài chính và dự toán tỉnh giao. Khoản thu từ đất có mức tăng trưởng khá, đạt gần 5.800 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán của Bộ Tài chính giao và bằng 76,1% dự toán tỉnh giao, tăng 65,7%. Nguyên nhân sự tăng trưởng này là do các khoản thu từ đất cao. Đầu năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có các khoản thu lớn từ đấu giá đất như trường hợp dự án An Môn nộp trên 451 tỷ đồng, dự án trường mầm non Hồng Phu nộp 119 tỷ đồng. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 886 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2024 cũng ghi nhận việc thu từ thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường tăng cao so với cùng kỳ. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đạt 35.567 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 22.070 tỷ đồng. Để thực hiện thành công mục tiêu trên, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ thuế theo đúng quy định, phù hợp với từng đối tượng, tập trung áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, công khai thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn, chây ỳ kéo dài để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế, tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp ngành nghề có rủi ro cao, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế để tạo tính răn đe, cảnh tỉnh, nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử để kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, chống bỏ sót, chống gian lận, trốn thuế dưới mọi hình thức. Những tháng còn lại của năm 2024, toàn ngành tiếp tục hỗ trợ thực hiện các gói hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định. Tập thể lãnh đạo cũng như là cấp ủy chi bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt chú trọng nhất là về việc tuyên truyền công khai chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế. Hai song song với việc đó thì chúng tôi giám sát chặt chẽ về các cái hồ sơ khai thuế và đồng thời là áp dụng mạnh các cái biện pháp về thu hồi nợ thuế và đồng thời tham mưu cho chính quyền những các cái chính sách để nhằm thu hút việc đầu tư ở bên ngoài, cũng đồng thời là khai thác các nguồn thu, các nguồn thu mới, nguồn thu phát sinh, và chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra rủi ro. Chính vì thế mà với cái dự toán của năm 2024 với tiến độ như thế này thì tôi tin tưởng rằng là sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức cái dự toán ra. Thực hiện cái nhiệm vụ thu ngân sách thì đến thời điểm hiện tại thì chi cục thuế khu vực Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát đã hoàn thành 62% dự toán của năm. Thì cái tiến độ này thì cũng chưa bằng cái mức bình quân chung toàn ngành. Thì tuy nhiên chúng tôi cũng xác định đây là cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Gần ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã tập trung mọi nguồn lực rà soát, kiểm soát cái tình hình nợ động, tăng cường đôn đốc xử lý nợ và đặc biệt là thực hiện công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước, tiếp tục thực hiện các chính sách gia hạn rồi giảm theo cái nghị định 94 của chính phủ, tập trung các biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện doanh nghiệp thực hiện các chính sách thuế giảm thuế, giãn gia hạn, làm sao hỗ trợ tích cực nhất doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn. Hiện tại, ngành thuế Thanh Hóa đã và đang chỉ đạo các phòng ban chi cục thuế khu vực theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại các địa phương, khu vực, khoản thu, sắc thuế. Hàng tháng, hàng quý, toàn ngành có đánh giá sát đúng với thực tế phát sinh để tham mưu các giải pháp chỉ đạo thu kịp thời. Các đơn vị cũng đang tập trung vào các nguồn thu từ dự án đầu tư mới phát sinh hoặc còn tiềm năng như thuế bảo vệ môi trường, nhiệt điện, các doanh nghiệp theo chuỗi liên quan đến doanh nghiệp hoàn thuế, các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản, vận tải để hoàn thành dự toán thu ngân sách của năm 2024 này. Chuyên mục Nhà nước và pháp luật xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.